Đây là chiếc Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 thì sau 3 năm từ mức giá gần 50 triệu nay chỉ còn trên 16 triệu. Sau 3 năm giá chỉ còn 1/3. Vậy chiếc máy này còn lại những giá trị gì? Có hư hao gì không? Và với mức giá đã chạm đáy thì chiếc máy này dành cho ai? Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cụ thể trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, mình sẽ nói về thiết kế của chiếc máy này. Từ Nano trong tên của sản phẩm này, ám chỉ đây là một chiếc laptop siêu nhẹ và con số 907g cho phiên bản không cảm ứng khẳng định rất rõ luận điểm này. Đây là một chiếc ThinkPad mỏng nhẹ nhất mà Lenovo từng sản xuất. Vậy, lợi ích là gì? Thì với kích thước 13 inch đi kèm với touchpad xài chính xác nên là mình không cần mang chuột theo. Rồi, con chuột, để ở nhà. Bàn phím của em nó thì bấm rất sướng nên là bàn phím cơ. Mình cũng để nhà nốt. Và vì thời lượng sử pin của em nó là gần 7 tiếng nên là củ sạc ư, mình cũng để nhà luôn. Thế nên là có việc mà đi quay ở ngoài hay là ra cà phê làm việc thì mình chỉ cần đúng một chiếc túi chống sốc bỏ vào cốp xe là đã có thể xách chiếc máy này đi muôn nơi rồi. Rất nhỏ gọn và mỏng nhẹ luôn các bạn. Và thực tế là cốp xe mình cũng không bị nóng nên để laptop vào khá là yên tâm. Còn cốp xe mà nóng như kiểu là xe lít ấy thì tuyệt đối là các bạn nên tránh làm điều này nhá. Bên cạnh đó, mình muốn nói đến chất liệu hợp kim Mage ở trên chiếc máy này. Ưu điểm thì mình tin là các bạn cũng biết rồi. Nó giúp cho chiếc ThinkPad X1 Nano này siêu cứng, siêu bền và siêu nhẹ. Còn về nhược điểm thì thứ nhất là nó sẽ báo mồ hôi và dấu vân tay thấy rõ luôn. Lau chùi thì mình nói thật với các bạn là sẽ không dễ đâu. Nhất là đây là một chiếc laptop đã được sử dụng 3 năm rồi. Lau nó sẽ rất là khó để sạch keng sờ beng như là hợp kim nhôm. Xong, mình tin rằng là chưa có nhiều kênh YouTube hay thậm chí là chưa có kênh YouTube nào nói về điều này. Nhưng mà mình sẽ thẳng thắn nói với các bạn rằng chất liệu hợp kim Mage này nó sẽ có rất nhiều điểm tương đồng với chất liệu da Alcantara trên siêu xe vậy. Rất nhiều hãng trang bị chất liệu này, Ferrari có, Lambo có, Mercedes có. Đấy, ưu điểm số 1 là nó sẽ nhẹ. Thứ hai là nó mềm mại, sờ rất sướng, đưa lại độ bám cao. Mà ngồi trên xe thể thao đi tốc độ cao thì cái độ bám là rất quan trọng. Chứ lái tốc độ cao mà kiểu người cứ xịch xịch như này thì rất nguy hiểm đúng không ạ? Thứ ba là nó bền chắc. Và nhược điểm thì nó sẽ dễ dàng trông nhem nhuốc như thế này. Và thứ hai là nó đắt. Với chất liệu hợp kim Mage ở trên chiếc ThinkPad thì cũng tương tự như vậy. Ưu điểm là nhẹ này, mềm mại, sờ sướng, chắc tay và bền. Nhược điểm là đắt và dễ dàng bị vấy bẩn. Và trong một vài cảnh quay thực tế thì mình cũng sẽ không lau đi giấu nhẹm cái điều này làm gì cả. Mình sẽ thể hiện cho các bạn một cách chân thực nhất có thể. Dù biết tính thẩm mỹ sẽ bị giảm đi nhưng mà các bạn sẽ hết sức thông cảm. Và quan trọng là sau hơn một năm trải nghiệm chất liệu này, mình tin là rồi tới một ngày các bạn sẽ cảm nhận được giá trị rất thực tế của chất liệu siêu đắt và siêu cao cấp này. Và sẽ học được cách chấp nhận những cái nhược điểm của nó. Không phải tự nhiên mà các thương hiệu ô tô số 1 thế giới vẫn dùng Alcantara. Và không phải tự nhiên mà Lenovo vẫn sử dụng hợp kim Mage làm laptop suốt hơn 10 năm trời. Thêm vào đó, mình nghĩ các bạn cần biết điều này là lớp vỏ này nó sẽ mềm, kiểu như là thớt gỗ mà các bạn thái thịt ấy. Bề mặt nó sẽ phải mềm và chấp nhận rằng sẽ dễ bị xước thì con dao mới dễ dàng cắt qua miếng thịt đúng không ạ? Thì đây, ấn vào, cảm giác nhá, nó sẽ mềm, nó sẽ hơi nhún nhún, hơi lún lún một chút. Vâng, chính điều này khiến nó dễ xước hơn hợp kim nhôm một chút, khoảng 30%. Và dù ở lớp phủ trơn láng như này hay là kiểu hoàn thiện mặt A dạng carbon như trên phiên bản có cảm ứng ấy thì đều dễ xước như nhau. Các bạn hãy cẩn thận khi sử dụng bởi vì màu đen mà bị xước thì nhìn cũng khá là rõ đấy. Tiếp theo, về hệ thống kết nối thì các bạn sẽ có hai cổng Thunderbolt 4.0, một jack combo 3.5mm và hết. Rất hạn chế giống kiểu MacBook Air hay là XPad 13 inch hiện tại. Còn phía bên phải chúng ta có một nút nguồn tích hợp đèn báo trạng thái và có vị trí hệ thống lỗ khoét để hỗ trợ tản nhiệt ở đây. Về màn hình thì mặc dù đã ra mắt 3 năm rồi nhưng mình vẫn thấy đây là một tấm nền rất toàn diện. Về ưu điểm thì đây là tấm nền IPS 13 inch phủ nhám, chống chói cực kỳ tốt, tần số quét 60Hz, độ phân giải 2K, cụ thể là 2160x1350, nét căng, độ phủ màu cũng ngon lành, phủ 100% giải màu sRGB và các giải màu khác cũng thuộc mức tốt. Mình đã thể hiện ở trên màn hình cho các bạn xem. Độ sáng 405 nits đủ để các bạn xách ra cà phê làm việc mà vẫn dễ dàng xem mọi nội dung hiển thị ở trên đây. Và về delta E, tức nghĩa là độ sai lệch về màu sắc trung bình của tấm nền này là 1.31, tức nghĩa đây chắc chắn là tấm nền đủ tốt để các bạn làm thiết kế chỉnh ảnh nhẹ nhàng hoặc là để các sếp xét duyệt các file thiết kế hoặc là các ấn phẩm truyền thông ở trên đây. Khuyết điểm của tấm nền này là nó sẽ không có tính năng cảm ứng. Webcam nét, hình ảnh chuyển động mượt mà trong cả điều kiện thiếu sáng lẫn đủ sáng. Hệ thống micro 360 độ gồm 4 chiếc micro bố trí ở phía trên mặt A, khử tiếng ồn môi trường cực kỳ tốt. My test 1, 2, 3. Bên đó các bạn có lễ khóa camera vật lý, laptop doanh nhân mà, phải có để đảm bảo sự bảo mật. Và các bạn cũng có luôn cảm biến hồng ngoại cho phép kích hoạt tính năng mở khóa bằng khuôn mặt Windows Hello, unlock máy cực nhanh, cực tiện. Và bởi đây là một trong những dòng laptop đầu bảng, Lenovo cũng trang bị thêm vào đây cảm biến vân tay, rất hào sảng đúng không ạ?
Thêm một tùy chọn để các bạn unlock máy cực kỳ nhanh khi đang đeo khẩu trang chẳng hạn. Về bàn phím thì các bạn cũng biết rồi đó, mình yêu bàn phím của ThinkPad. Và mặc dù trên chiếc X1 Nano Gen 1 này, hành trình phím được cắt giảm từ 1,5mm xuống còn 1,3mm để tối ưu sự mỏng nhẹ. Xong, mình chỉ bớt yêu đi một chút mà thôi. Bởi ngắn gọn là cảm giác bấm ở đây vẫn là một trải nghiệm đắt đỏ mà các bạn khó tìm thấy được trên bất kỳ một thương hiệu nào khác ngoài Lenovo. Và chắc chắn rồi, các bạn cũng sẽ có đèn nền bàn phím giúp định hướng các cái phím bấm dễ dàng trong điều kiện thiếu sáng. Và em nó cũng có luôn tính năng chống nước nhẹ nhờ cơ chế spill resistant. Không may mà các bạn lỡ đổ cà phê vào đây thì tính năng này sẽ là cứu cánh cho các bạn. Bên cạnh đó, touchpad có driver Windows Precision cho độ chính xác là rất tốt. Và như mình đã nói, các bạn sẽ không cần phải sử dụng chuột rời làm chi cho rườm rà. Và chắc chắn rồi, Lenovo cũng không quên đặt vào đây DNA của ThinkPad là checkpoint, giúp bạn dẫu có đeo găng tay thì vẫn có thể thao tác di chuột rất dễ dàng. Xong, nhược điểm của hệ thống bàn phím này là cụm phím FN cộng Ctrl trông không hề thuận tay một tí nào. Một là các bạn sẽ phải tập làm quen, hai là các bạn nên map lại phím thì cái này cũng dễ thôi, nhưng mà nghe kiểu tự tạo ra vấn đề và giải pháp được bán ở trên những dòng máy thế hệ mới. Nghe hơi giống app. Về hiệu năng, các bạn có ở đây CPU Intel thế hệ 11 là Core i7-1160G7 4x8 luồng và cả onboard Intel Iris Xe Graphics. Combo này cho ra điểm Cvent R23 và R24 như sau. Nhưng các bạn thấy, mức hiệu năng này có thể nói là khá đi sau so với thời điểm năm 2024 này rồi. Với mức giá này, các bạn có thể dễ dàng tìm thấy những cái lựa chọn khác, thậm chí là rẻ hơn một vài triệu mà có hiệu năng gấp đôi chiếc Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 này. Ví dụ như chiếc Lenovo IdeaPad Slim 5 mà mình sẽ để link ở đây. Đó, nhưng mức hiệu năng này mình đánh giá là chưa đến mức chậm như các cụ đâu. Nó kiểu trung niên, chơi thể thao mạnh mà cường độ cao thì thôi, không chơi được rồi đó. Nhưng mà kiểu dùng cho các tác vụ văn phòng thì vẫn cứ là đơn giản và cực kỳ ổn định. Bên cạnh đó, các bạn có thể chơi các tựa game eSports nhẹ nhàng ở trên chiếc máy này. Về nội thất, đầu tiên mình phải nói rằng mặc dù build cực kỳ cứng chắc, nhưng mà Lenovo quả là rất là nghĩ cho người dùng. Khi mà mở đài máy ra, cực kỳ đơn giản. Tự nâng cấp SSD ở nhà ư? Rất dễ dàng. Và đó là phần cứng duy nhất các bạn có thể nâng cấp ở trên chiếc máy này. Thì hiện máy đang có sẵn 512GB SSD, tốc độ đọc và ghi khá tốt. Nếu là mình ấy thì như này sẽ là đủ nhá. Nên các bạn nếu mà dùng văn phòng nhẹ nhàng thì cũng sẽ không cần nâng cấp thêm đâu. Tiếp theo, các bạn có hệ thống quạt đơn và một ống đồng to bản tản nhiệt cho CPU nằm ở đây. Và mình thấy một quạt là đủ rồi, bởi thực tế thì hiệu suất tản nhiệt của em nó là tương đối tốt. Cụ thể trong các tác vụ nặng đô nhất, máy ăn tối đa 25W điện và nhiệt độ CPU tối đa là 98 độ C trước khi ổn định ở khoảng 70 đến 80 độ. Thì đó, nhiệt độ thân máy tối đa cũng chỉ khoảng 40 độ C ở vị trí cái máy. Vị trí bàn phím là khoảng 38 độ và vị trí chiếu nghỉ tay là 33 độ, vẫn thoải mái để mình sử dụng máy như bình thường. Kế đến, máy được trang bị RAM 16GB LPDDR4X không thể nâng cấp và có tốc độ là 4267MHz. Bên cạnh đó, em nó sở hữu Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.1, đảm bảo dùng tốt trong vài năm nữa. Loa ngoài của chiếc máy này được đặt ở mặt đáy. Các bạn sẽ có hệ thống loa ngoài chuẩn Dolby Atmos, chất lượng không quá nổi trội nhưng chắc chắn là ổn để các bạn có thể tận hưởng âm nhạc và phim ảnh. Và sau đây là một đoạn nhạc để các bạn có thể tham khảo. Tiếp đến, em nó có quả pin dung lượng là 48Wh. Nghe thì thấy khá là nhỏ đúng không ạ? Xong, bởi vì CPU chỉ ăn trung bình khoảng 4,2W điện, rất tiết kiệm. Trong khi mà mình đang đa nhiệm rất nhiều, nhân tiện thì đây là câu trả lời cho câu hỏi 16GB RAM của chiếc máy này có đủ hay không. Thì như các bạn thấy, thoải mái luôn nhá. Không thể nâng cấp RAM cũng không phải là vấn đề quá lớn đâu. Bên cạnh đó, nhiệt độ cũng rất mát, quạt gần như là không phải chạy luôn. Nhiệt độ tối đa thân máy nằm ở vị trí gáy máy là 35 độ, bàn phím là 33 và vị trí chiếu nghỉ tay là 30 độ. Tóm chung lại, hệ thống hoạt động rất mát mẻ, tiết kiệm pin và ổn định. Và kết quả là thời lượng sử dụng pin của chiếc máy này rơi vào gần 7 tiếng cho các tác vụ hỗn hợp với chế độ Balance Mode và độ sáng màn hình khoảng 250 nits. Nên mình xác nhận chứng chỉ Intel Evo ở đây là chuẩn nhá. Bên đó, Lenovo cũng trang bị cho chiếc máy này khả năng sạc nhanh và một cục sạc 65W thì các bạn sạc khoảng 40 phút thì sẽ đầy 60% pin. Cuối cùng thì mình sẽ nói đâu là người dùng phù hợp cho chiếc máy này. Thì đầu tiên và quan trọng nhất, mình nghĩ các bạn phải có đam mê, phải kiểu thấm nhuần được cái gu về ThinkPad. Đấy, chứ kiểu có ý kiến riêng rằng cái thiết kế này cũ rồi, nhàm chán rồi.
Không, nếu mà các bạn đã cảm được cái triết lý thiết kế này, các bạn sẽ thấy rằng là em nó tinh tế và đẹp theo kiểu rất bền theo thời gian. Cái thứ hai, bạn là người dùng laptop cho các tác vụ văn phòng nhẹ nhàng và đang muốn tìm một chiếc máy hào sảng về thiết kế, sự siêu mỏng nhẹ, độ cứng cáp, bền bỉ theo thời gian, màn hình đẹp, bàn phím bấm sướng, webcam micro và loa ngoài đều tốt. Tóm lại là gần như toàn diện về mặt tổng thể và sẽ có vài nhược điểm như mình đã nêu ở trên. Thì Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho các bạn. Rồi và đó là toàn bộ chia sẻ của mình trong video ngày hôm nay. Và mình tin rằng video này sẽ có giá trị cho các bạn. Nên là hãy để lại cho mình một like và một subscribe cho kênh YouTube của ThinkPro nhé. Và hãy click vào đường link mình đính kèm ở phần mô tả và bình luận của video để cập nhật giá bán mới nhất và chính xác nhất của em nó. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Ok, bye for now.